Xin chào tất cả các bác. Mùa dịch đói kém quá cho nên nhà còn gì thì em mang ra em bán nốt để phục vụ các bác. Cũng lấy được đồng nào thì lấy ạ. Ở đây em có một cái chiếc dàn CD của hãng Aiwa này. Con này thì tình trạng của nó thì hình thức thì cũng khá đẹp. Mà cái băng này, cửa băng các bác nhé, là con này nó bị hỏng dây cơ loa rồi. Trước em có tháo ra và em cho cái dây chun vào vẫn chạy nghe băng bình thường ngon lành nhé. Nhưng phần băng này khẳng định nghe ngon lành này, băng tường nghe ngon lành, nhưng mà các bác phải thay dây cơ loa. Đấy, phần đĩa này thì chả có đĩa, chả test được đâu ạ, chả biết nó chạy không, coi như là cứ báo là không chạy. Đấy, các bác phải có đĩa mới test được, không biết chạy không. Hai loa này vẫn còn rất là đẹp này. Đấy. Dàn sử dụng điện 100V, có cổng AUX in này, đây này. Đấy, cổng in nhé, có thể dùng thay cắm điện thoại ở đây được này, hai đường ra loa. Đấy, các chức năng trên này CD này. Đấy, các chức năng toàn chữ nhật nhé này, có lỗ tai nghe này. Cái băng này các bác cứ thay dây cơ loa vào là chạy nhé, vì em đã test thử rồi. Trước cũng bỏ ra nghịch ngợm. Lúc nhiều việc thì chả thời gian, đợt này dịch chả có việc gì làm, có bộ dàn này lôi ra. Em bán 400 nhé. Nếu các bác nào có nhu cầu mua về nghịch ngợm thì các bác liên hệ giá 400 chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì em gửi cho. Băng này thay dây cơ loa là chạy rồi, còn đĩa không biết này. Đấy, giá 400. Đấy. Chào các bác.